Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Hoàng Anh Vinh, 43 tuổi, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vinh từng có 6 tiền án về tội cướp giật, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ. Trước đó, Vinh giới thiệu với chị D, 41 tuổi ở xã Thành Đức, huyện Gò Dầu, mình tên là Vũ, hứa sẽ chi 2% tiền hoa hồng mua đất đai. Sau khi được chị D dẫn đi xem đất, Vinh ra giá với người chủ đất 1 tỷ đồng và hẹn ngày quay lại đặt tiền cọc. Khi quay lại, Vinh nói với chị D trong ba lô của mình có tiền và đang chờ bạn mang thêm tiền đến đặt cọc mua đất. Sau đó, Vinh giả vờ nghe điện thoại rồi mượn xe máy SH1 của chị D để rước bạn vào khu đất. Chờ một lúc lâu không thấy Vinh trở lại, biết mình bị lừa, chị D đến công an tố cáo Vinh. Ngoài ra, Vinh còn chiếm đoạt 3 chiếc nhẫn vàng, 1 sợi dây chuyền vàng và 500.000 đồng trong cốp xe.